Thấy mọi người bán chè nhiều quá, tìm kiếm ở trên mạng cũng thế, thấy toàn bán chè thôi mà cái kiến thức về phân biệt chè mới chè cũ thấy mọi người ít đề cập. Hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn mọi người phân biệt đâu là chè mới và đâu là chè cũ. Nếu nhìn bằng mắt thường các bạn có biết đâu là chè mới chè cũ không? Mình nghĩ là sẽ rất là khó. Ngoài cái vấn đề là nhìn hạn sử dụng trên bao bì thì các bác có một số những cái tip mình hướng dẫn để mọi người có thể kiểm tra chè không cần phải pha luôn, có thể kiểm tra được đâu là chè mới chè cũ. Thì thứ nhất là như này, trà đối với dòng trà xanh Tân Cương Thái Nguyên thì thời gian sử dụng tối đa sau khi đã thành phẩm đến là khoảng 10 đến 12 tháng nếu đóng gói tốt bằng hút chân không hoặc là đóng gói kín chưa tiếp xúc không khí. Thứ hai nữa là khi đã mở bao bì ra rồi thì tốt nhất là nên sử dụng nó trong khoảng 1 đến 2 tháng thôi. Đó, còn là đối với trà mới và trà cũ nha. Thứ nhất là trà mới bao giờ cánh nó cũng sẽ săn, giòn hơn. Các bạn biết này, nó không có độ vụn nhiều trong trà. Đó, tiếp theo nữa là các bạn phải hết sức lưu ý cho mình thêm một cái là như này. Đối với trà mới, ngửi mùi bao giờ nó cũng sẽ ngậy hơn rất là nhiều so với trà cũ. Còn đối với trà cũ, các bạn ngửi phát các bạn sẽ ngửi thêm một phần của cái mùi ẩm mốc ngay. Là bởi vì khi đã mở ra rồi, nó đã tiếp xúc với không khí rồi, chắc chắn kể cả trà ngon đến đâu đi chăng nữa nó cũng sẽ vẫn có mùi ẩm mốc. Thứ hai nữa là khi mà mọi người cầm lên ấy, thì cái độ giòn của cái trà 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 cũ này, trà mới, xin lỗi các bạn, trà mới này nó rất là giòn. Đó, các bạn có thể bẻ ra như này. Nhưng với trà cũ nhá, các bạn có thể bẻ nhưng mà nó sẽ không như thế được này. Đó, đấy mọi người nhìn nó đấy, thấy không? Còn cái thứ ba nữa nhá, là khi mà mở túi ra mà phát là cái mùi nó đã sộc lên, các bạn ngửi thấy rồi. Còn một cái tip quan trọng hơn đấy là cái gì, cái trà cũ nhá, khi mà đổ trà ra vào, các bạn đổ vào chuyên pha hoặc là đổ vào trong một cái hộp thiếc hay một cái hộp gì đấy để các bạn bảo quản nhá, bao giờ cái trà cũ nó cũng để lại rất là nhiều những cái cám nó bám ở trên cái thành túi. Mọi người hết sức lưu ý cái vấn đề này để có thể là chúng ta có thể phân biệt và kiểm tra được trà mới trà cũ mà không cần pha nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.